Triều Tiên rất có thể đã thu nhỏ được các đầu đạn hạt nhân để lắp vào tên lửa đạn đạo tầm trung. Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Hạ viện Nhật Bản về thảo luận hàng loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu cho biết Triều Tiên có khả năng gắn đầu đạn thu nhỏ trên các tên lửa có thể vươn tới Nhật Bản. Và phía Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản ứng nào về nhận định của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Đầu tháng này, thì Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua Nhật Bản. Ngày hôm qua, thì Triều Tiên cũng đã bắn thử hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong khuôn khổ cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng hạt nhân chiến thuật của nước này.